Xin chào các bạn. Canada tự hào là một trong những quốc gia đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất thế giới. Du học ngành kỹ thuật tại Canada mang đến cho sinh viên rất nhiều cơ hội hấp dẫn vì chương trình đào tạo ngành kỹ thuật của đất nước này mang tính thực tiễn cao, rất được các nhà tuyển dụng ưa chuộng. Bên cạnh đó còn là học phí, sinh học phí thấp hơn hẳn các nước châu Âu và cơ hội định cư Canada dễ dàng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về du học thạc sĩ ngành kỹ thuật tại Canada các bạn nhé. Kỹ thuật là sự ứng dụng của các nguyên tắc toán và khoa học khác vào thực tế để thiết kế, chế tạo và vận hành các cấu trúc, máy móc, quá trình, hệ thống một cách kinh tế và hiệu quả. Kỹ thuật là lĩnh vực ở đó kiến thức về khoa học tự nhiên và toán học có được thông qua học tập, nghiên cứu, thí nghiệm và thực hành, được quyết định để phát triển các cách thức khai thác một cách kinh tế, các vật liệu và năng lực thiên nhiên vì lợi ích của con người. Các lợi ích chính khi học thạc sĩ kỹ thuật tại Canada: bằng cấp giá trị quốc tế được đánh giá cao. Bằng thạc sĩ kỹ thuật tại Canada có giá trị quốc tế và được các nhà tuyển dụng nhân sự hàng đầu đánh giá cao nhờ chất lượng, đào tạo ưu việt. Các sinh viên được cung cấp điều kiện tối đa để thực hành, nhờ đó có nhiều cơ hội hơn khi tìm kiếm việc làm trong môi trường việc làm quốc tế tại Canada, các nước phát triển khác hoặc tại Việt Nam. Khóa học tại các trường của Canada rất đa dạng và phong phú và các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái chuyên ngành phù hợp. Các khóa học được đông đảo sinh viên lựa chọn đó là yêu cầu chung IELTS 6.5 đến 7 chấm, điểm trung bình tối thiểu 6.5 trên 10. Không bắt buộc có kinh nghiệm công tác, thời gian học vừa phải. Các khóa thạc sĩ kéo dài từ 1 năm rưỡi đến 2 năm, bao gồm cả thực tập. Tùy khóa học và trường bạn chọn, các khóa thạc sĩ không thực tập thường kéo dài từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Làm thêm khi du học tại Canada, bạn có cơ hội đi làm 20 giờ trên tuần và có thêm thu nhập khoảng từ 800 đến 1.200 đô la Canada trên tháng. Hơn thế nữa, nếu bạn ở lại Canada làm việc sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có thu nhập trung bình từ 35.000 đến 65.000 đô Canada trên năm. Cơ hội việc làm và định cư tại Canada. Theo quy định của chính phủ Canada, sinh viên được phép ở lại làm việc tại Canada từ 1 đến 3 năm sau khi học xong. Nếu bạn yêu thích làm việc tại xứ sở lá phong đỏ này, bạn có thể định cư tại Canada sau một thời gian làm việc theo quy định của chính phủ Canada. Lộ trình học tập linh động. Ngay khi học xong đại học ở Việt Nam, bạn có thể sang Canada du học ngay. Lộ trình học tập bao gồm một khóa tiếng Anh từ 10 đến 40 tuần và sau đó học thạc sĩ. Các bạn học chuyển đổi chuyên ngành hoặc chưa có kinh nghiệm công tác có thể cần thêm một khóa dự bị thạc sĩ khoảng 4 đến 6 tháng tùy trường. Nếu bạn có IELTS 6.5 đến 7 chấm, bạn có thể xin học thẳng khóa học thạc sĩ. Kỳ nhập học thông thường là các tháng 9 hoặc có thêm tháng 1 tùy trường. Đơn xin nhập học được nhận quanh năm. Các khóa Anh ngữ khai giảng hàng tháng nên sinh viên có thể đăng ký học liên tục. Triển vọng nghề nghiệp. Canada tự hào là một trong những quốc gia đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất thế giới. Tại Canada, kỹ sư là một nghề danh giá với thu nhập cực cao. Bằng kỹ sư Canada cũng được coi trọng trên toàn cầu. Sinh viên ra trường có thể làm việc ở bất cứ tỉnh nào ở Canada, Bắc Mỹ hoặc các quốc gia khác trên thế giới. Hấp dẫn nhất, các tỉnh bang tại Canada luôn có chương trình định cư cho người có tay nghề cao, mà kỹ sư là một trong những nghề đứng đầu danh sách ưu tiên định cư này. Đặc biệt, sinh viên quốc tế khi theo học ngành kỹ thuật tại Canada có thể tham gia vào các chương trình co-op và internship, vừa học vừa làm, thực tập trả lương vô cùng hứa hẹn. Sinh viên từ năm 2, năm 3 đã có thể tìm kiếm các vị trí thực tập để tích lũy kinh nghiệm và có thêm thu nhập. Đây là cơ hội tốt để sinh viên đầu quân vào các tập đoàn công nghệ lớn hoặc các công ty đa quốc gia danh tiếng. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028-3848-4879, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!